Tuấn Nam xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha i15ZR phiên bản mới nhất của năm 2023 vừa được Yamaha cho mắt tại thị trường Malaysia các bạn nha. Với kiểu dáng thiết kế rất giống với mẫu xe Exciter 150 tại Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, màu sắc của nó nổi trội hơn, ấn tượng hơn và đều là những màu sắc mới của năm 2023. Và để xem nó có điều gì đặc biệt các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình, mẫu xe mới lần này ra mắt với 4 phiên bản màu sắc bao gồm có phiên bản màu bạc nhám này, phiên bản màu cam tím, phiên bản màu xanh nhám và phiên bản màu vàng đen, đều là những màu sắc ấn tượng và đẹp. Hiện tại mẫu xe này vẫn đang được bán song song với mẫu xe i16ZR, tức là kiểu dáng thiết kế giống mẫu xe Exciter 105 tại Việt Nam chúng ta đó. Nhiều khả năng thì mẫu xe này sẽ được ngưng sản xuất vào năm nay các bạn nha, để sang năm sau thay thế vào đó là phiên bản i16ZR mới hơn. Đây là điều mà Yamaha Malaysia cho biết như vậy. Và các bạn có thể thấy rất rõ trên màn hình, về cơ bản mọi thứ trên xe đều vẫn tương tự giữ nguyên như cũ, không có bất cứ một cái nâng cấp nào cả. Xe vẫn dùng hệ thống treo đôi ở phía trước và phía sau, hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, đem đến cho mẫu xe một sức mạnh động cơ vẫn là 149,7cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này vẫn sản sinh ra công suất 15,1 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút các bạn nha. Hộp số vẫn sử dụng hộp số 5 cấp số. Các bạn có thể nhìn 360 độ với mẫu xe ở đây. Mình có đưa ra những hình ảnh rất ấn tượng và đẹp với mẫu xe này để các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết nhất. Hiện tại, mẫu xe đang có mức giá bán tăng nhẹ lên một chút so với phiên bản i15ZR của năm 2022. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Hiện tại, mẫu xe có mức giá bán khởi điểm là 2.042 USD các bạn nha. Tức là tăng thêm 113,5 đô so với phiên bản cũ. Đâu đó vào khoảng tầm hơn 2 triệu so với phiên bản cũ các bạn nha. Đây là một cái điều mà Yamaha đang muốn hướng tới, đặc biệt là những phiên bản màu sắc ấn tượng và đẹp ở đây. Phiên bản màu vàng đen cực kỳ bóng bẩy và đẹp các bạn nha. Trước đây ở Việt Nam chúng ta đã xuất hiện một phiên bản màu vàng trên mẫu xe Exciter 150 cũ rồi. Những màu sắc vàng đen luôn là những màu sắc ấn tượng và đẹp nhất trên mẫu xe này. Các bạn có thể nhìn cận cảnh chi tiết và những cái logo i15ZR là cái điều khác biệt so với những cái mẫu xe tại Việt Nam chúng ta. Hiện tại, các bạn có thể theo dõi thêm trên màn hình một phiên bản màu cam tím nữa cũng rất đẹp. Mẫu xe này ở phiên Malaysia có tên gọi là i15ZR, còn ở bên thị trường Indonesia sẽ có tên gọi là Jupiter MX King các bạn nha. Còn tại Việt Nam chúng ta có tên gọi là Exciter 150, mình có thể nói thêm rõ để các bạn có thể tham khảo như vậy. Và với những phiên bản mới lần này, đâu đó sẽ tạo ra những cái nét khác biệt hơn, sức hút hơn với dòng xe Yamaha phiên bản i15ZR phiên bản mới năm 2023 ở đây. Và hy vọng rằng Việt Nam chúng ta cũng sẽ có, và hiện tại cũng đã có những phiên bản giới hạn của năm 2023 mới ra mắt rồi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng những màu sắc này ấn tượng hơn đôi chút các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình là đầy đủ các phiên bản khác nhau trên mẫu xe Exciter 150 tại Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể theo dõi rất kỹ. Với mức giá bán hiện tại dao động trong khoảng tầm từ 43 đến 46 triệu các bạn nha. 43 triệu đến 46 triệu, 43 triệu cho những màu sắc cũ của năm 2021-2022. Còn phiên bản mới thì sẽ có giá vào khoảng tầm từ 45 triệu 500 đến 46 triệu trong lúc này. Màu xanh cam giới hạn năm 2022 và màu xanh cam giới hạn của năm 2023 đây. Màu xanh năm 2023 có gì đó ấn tượng hơn, nó nhìn đậm đà hơn so với phiên bản cũ các bạn nha. Còn các bạn có thể theo dõi một phiên bản màu xám đỏ cam cũng rất đẹp. Đây là phiên bản giới hạn mới nhất của năm 2023, một phiên bản màu xám ánh xanh nữa. Cũng màu sắc cũng cực kỳ ấn tượng và thể thao các bạn nha. Hiện tại vẫn có đầy đủ, gồm có 12 màu sắc, 12 phiên bản đang trang bị trên mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Giá bán 43 triệu đến 46 triệu thôi. Mình quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, đối diện với chợ trung tâm của thành phố và trên đường 4D. Phiên bản màu trắng đỏ ở đây sẽ có giá vào khoảng tầm 43 đến 44 triệu thôi các bạn nha. Đây là một phiên bản màu đen nhám, tuy nhiên đại lý có khoác lên cho nó một phiên bản là dạng tem giới hạn của năm 2018, bóc cái tem màu vàng đất ra để thay thế vào tem giới hạn của năm 2018, đem đến những cảm giác mới lạ hơn. Hiện tại cái phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình có giá bán vào khoảng tầm từ 45 triệu 500 đến 46 triệu trong lúc này. Đỏ nhám của năm 2022 đây,
cũng rất đẹp, các bạn có thể theo dõi rất kỹ trên màn hình. Với mức giá bán hiện tại trong lúc này, nó vẫn duy trì ở mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Hiện tại giá bán đề xuất của hãng cho mẫu xe này từ 44.900.000 đồng đến 45.800.000 đồng các bạn nha. Đây còn hai phiên bản nữa là phiên bản màu xanh rêu quân đội và phiên bản màu đen nhám tem màu vàng đất, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Đầy đủ các màu sắc phiên bản khác nhau trong thời điểm này để các bạn có thể tham khảo lựa chọn thông qua video của kênh Top 5 đưa ra quyết định lựa chọn cho mình các bạn nha. Với mỗi một đất nước nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau, nhưng mình thấy rằng ấy, ở nước Malaysia thường thường họ lên tạo hình những cái màu sắc ấn tượng và nổi trội hơn rất nhiều, đem đến những cảm giác mới lạ hơn so với ở Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì Yamaha ở Việt Nam chúng ta cũng đã cho ra mắt những màu sắc giới hạn cũng khá là đẹp rồi, đều là những kiệt tác nghệ thuật của đường phố, The King of Street, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Đây là một cái điều mà Yamaha cũng đang trau chuốt cho những cái mẫu xe của mình, nó hơn hẳn so với đối thủ là hãng Honda các bạn nhé. Honda thì thường những cái màu sắc cơ bản và trung tính thôi, chứ không thể là giới hạn và đẹp như những cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ở Việt Nam chúng ta thì sẽ có duy nhất cái cặp mâm được sơn màu đỏ cam như phiên bản màu xám các bạn đang theo dõi, còn chưa có phiên bản cặp mâm màu vàng đồng giống như ở bên Malaysia đâu các bạn nha. Hiện tại vàng đồng trên phiên bản màu xanh nhám của Malaysia rất đẹp luôn, rất cuốn hút để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Rất cận cảnh các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Còn với những bạn nào muốn tham khảo thêm, đặc biệt là bộ tem giới hạn của năm 2018, muốn lắp lên trên mẫu xe Exciter phiên bản 150 mà hiện tại mình đang có, ví dụ như phiên bản màu đen nhám tem và vàng đất ấy, hoàn toàn các bạn có thể liên hệ trực tiếp nha. Theo số điện thoại 02133791688 hoặc 0983154222 sẽ được anh Mạnh của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Và đó là một số những thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp một mẫu xe hoàn toàn mới đến từ nước Malaysia, chiếc xe i15ZR phiên bản mới của năm 2023 với 4 tùy chọn về phần màu sắc đều ấn tượng, đẹp và bắt mắt, đem đến những trải nghiệm mới lạ hơn. Rồi, cảm ơn do này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số lốc các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.